để mình test cho khách hàng hiểu là thun nó như thế nào. Tại vì mình bán cả hàng trăm cuộn thun 0.65 chẳng hạn mà chưa có tình trạng nào bị kiểu như vậy, mà khách gọi điện cho mình rất là khó chịu, mình rất là bực mình. Cái khó chịu ở đây là mình chưa thấy ai nói có tình trạng thun như vậy. Cái thứ hai là khi mua về thì mình không thể bảo hành được một tháng. Ví dụ như là các bạn mua về các bạn chơi luôn, các bạn bắn luôn mà nó có vấn đề gì ấy, thì mình bên mình có thể để giải quyết. Đằng này khách hàng đem về một tháng xong mới bắn. Trường hợp là khách hàng để bảo quản nó không tốt chẳng hạn thì thun nó hư hỏng ạ. Lúc ý đổi cho cái người bán hàng thì nó rất là khó cho những người anh em bán hàng. Các bạn hiểu không? Thì đây là cái mình muốn nói các bạn nhá, các bạn mua thun bên mình về các bạn test luôn, nếu có vấn đề các bạn nói lại bên mình sẵn sàng đổi trả cho các bạn một cách là rất là thoải mái luôn. Nhưng mà trường hợp các bạn để quá lâu á, như thế này chẳng hạn, giới hạn sau một tuần nếu các bạn mà bắn mà có vấn đề thì coi như là mình bên mình không thể bảo trả, không thể bao đổi trả được nữa nhá. Để tránh tình trạng là người bán người mua không hài lòng với nhau. Thực sự là mình bán hàng mình chỉ quan trọng là cái niềm tin và chất lượng để đảm bảo cho anh em chơi nó gọi là an toàn nhất. Mà nếu mà hai cái đó nó không thỏa thuận, không kết hợp được với nhau thì mình cảm thấy rất là bực mình, rất là khó chịu. Các bạn bỏ tiền ra các bạn bắn cái bộ thun nó nhanh đứt, các bạn cũng khó chịu, các bạn mất tiền các bạn cũng khó chịu đúng không? Nhưng mà mình bán bộ thun, mình bán một cuộn thun này nó cũng chẳng được bao nhiêu tiền cả. Bây giờ mình ship đi ship lại, mình đền cho các bạn thì nó hợp lý thì không sao, nó không hợp lý thì trong lòng mình rất là khó chịu. Mình mất tiền, số lượng tiền nó rất là ít thôi, chỉ hơn 100.000 thôi, nhưng mà cảm giác nó rất là bực bội. Tại vì nó không thỏa đáng để một tháng trời xong mới đem ra bắn, mà xong bảo là bắn 10 viên đứt, bắn mỗi bộ 10 viên đứt đây, trong khi đó là mình bắn 86 viên. Các bạn thấy không? Đây này, đây này, mình lôi thun này, đây này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đây hết độ giãn của thun luôn. Nếu mà thun giòn ấy là chỉ lôi phát là nó đứt rồi. Nếu mà nói đến 10 viên ấy, nếu thun giòn là lôi phát nó đứt. Đây này các bạn thấy không? Hết độ giãn luôn. Này. Đấy, thun như này mà khách còn chê nữa thì mình bỏ tay luôn, mình chả biết nói thế nào luôn. Test phát đập chạc một cây ná titan của mình, móc luôn. Đấy. Ăn chơi phải như thế. Đấy nhá, mình gửi cái clip này đến cho anh em, ví dụ anh em có chơi ná, anh em có mua ở đâu mình cũng khuyên cáo với anh em là nếu mà mua thun về là các bạn phải chơi ngay, có vấn đề thì các bạn nói luôn với cái người bán đấy, chứ tránh tình trạng các bạn để lâu. Có một clip trước rồi mình nói với anh em rồi là anh bạn chơi cùng với mình mua 6 cuộn thun 0.62 của GSK, thì mới đầu anh nói là bắn rất ngon, nhưng mà sau cuộn thun cuối cùng ấy anh bắn nó rất là nhanh đứt, chỉ tầm 30 bộ nó đứt, 30 viên nó đứt. Thì mình nói thật với các bạn này này, nguyên nhân không phải là thun dở, mà là nhiều khi á, cuộn thun luôn luôn để trong cốp xe, hay là những bộ thun để trong cốp xe nó nóng, nó gây ra tình trạng là nhanh đứt. Đấy, chứ không phải là cái thun nó dở, mà là quá trình chúng ta bảo quản như thế nào, nó có đúng cái quy trình hay không. Đấy, đấy nhá, hôm nay mình nói nhấn mạnh với các bạn một điều nữa nhá. Anh em mua thun về thì nên bắn luôn, có vấn đề gì thì báo cái người bán hàng luôn, thì người ta biết đường người ta đổi trả cho anh em. Còn nếu mà anh em để một tháng trời hoặc là để 15 ngày, các anh em để trong cái thời gian ví dụ như là anh em vất ngoài nắng chẳng hạn, hay anh em vất trong cốp xe chẳng hạn, thì nó sẽ hỏng thôi, nó hư hỏng rồi, nên nó không thể đảm bảo được độ bền được đấy nhá. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu mà anh em nào mà mua hàng ấy có vấn đề thì liên hệ với mình, đổi trả hoàn toàn miễn phí. Đây mình sẽ thử cái bộ thun và một miếng da mới xem cái chất liệu da thế nào. Da này da là da tặng. Cái dây rồi. Cái này lên. Còn ôi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thử một cái miếng da mới này và thử xem cái độ bền của bộ thun này nó như nào.
ra thì da cũng có độ mềm vừa phải. Mình nghĩ là loại da rẻ này thì có thể là anh em bán không dùng được, không tiếc, không phải buộc lại. Nhưng mà da xịn thì nó có cái hay của nó, nhưng mà nó cũng có cái dở là chỉ phù hợp với anh em mà chơi điều kiện kinh tế tốt thôi. Nhiều khi một miếng da nó bằng một bộ thun cơ, nên là anh em chơi đôi khi hơi tiếc, hơi sót. Các bạn thấy cái dây của mình nó hoành tráng không, cái cuộn thun của mình hoành tráng không, cái cột đấy. Ơi làm gì mà mở cửa sớm thế? Nó đi bộ đội về nó mê ná quá, nó bảo mà không biết mấy á. Dạ không biết mấy á. Hôm nay á không thun không chấm mấy à, không chấm 65 đó. Mấy em đưa cho nó 10 bộ thôi, còn bao nhiêu em còn xài chứ. 65 thì hết rồi đúng không em? 3 anh mới nhận về xong nó kêu chưa về tới toàn rồi. Về 0.6 đi sao có làm cái 0.6 mà thun đơn này nó nhẹ hơn 0.65 nhiều. Thun đơn này nó hơi dẻo nên là cắt ngắn lại một chút xíu. Vậy chỉ cắt là 13-19. 13-19 140. 13-19 140 luôn hả? Vậy được không anh? Được. 13-19 nhỉ. 13-19 cắt cho 13-19. Hay là 12-19. 13-19 đi. Kéo cho nó ngắn. Tiếp cười ông Lộc bán con cò và ông em bán nó gãy cảnh, ông ấy chỉ cách được 2 mét mà ông bán được 15 viên. Đúng được có 2 viên rồi mà nó đéo chết nữa kìa. Vẫn ông Quyền mà cái mặt cái thằng này. Tao thấy nó bán tao mà không mắc che, tao trông che cho hai đứa về, tao chạy theo tao quay cái thằng này nó bán có buổi luôn. Em mới bị đau mùng. Bởi là vì sao bỏ cái cây mà anh mài đó, cái mà ông mài, anh mài mà đưa cho ông nào á, chật tạm đâu, bán chật nảy đi, bán chật tạm, đâu có bán chật, bán toàn đi đâu. Cười là tạm mù. Cái đâu rồi? Một con cò với mấy con này à? Với mấy con bớ cá. Anh cắt bao nhiêu? Đâu ơi, thằng đó, chả biết thằng khách này nó cắt 13, cắt dài 130 thôi. Anh đang test xem nó cái lọc. Cái này 150 hả? 130. 130. À 0.6 đúng không? 13 19 đúng không? 65. 65. Cắt 130. Đặt nặng. Mình tin cái bằng voi là cái gì mà cái này kéo nặng á. 130. Một kia đang hỏi bảo là 0.75 thì có. Đi ra đi đâu vậy? Đang đợi thun về nè, chứ đợt này về cũng nhiều phết nè. Bọn bên vận chuyển nó nghỉ làm như nghỉ. Làm gì á? Nghỉ 6-7 ngày. Nó ăn hết 2 con rồi. Tục 2 chết. Má mà vàng mảnh đấy, nhìn em à? Anh bắn có trúng cái đó đâu, anh bắn trúng dưới được kìa. Có trúng em không? Không phải là không, vàng qua mặt em đây là trúng cái hồ cái này nè. Khiếp quá. Khiếp, thịt nó vàng cái thế. Bắn cái gì trời? Anh phải làm con cao lên ấy. Không phải là nói ấy, nó là cái đấy. Không cười vô. Nó đập vô mấy cái kệ nè. Cái hố này nè.
Nhiều khi đập vô kể là văng ra nữa. Hỏng cái lò của tôi đi à. Cái lò mới đấy. Nó là mai con lợn thôi. Ăn hết luôn rồi, không có người nhà nó ăn hết rồi. Ăn kìa. Tại nó mới lột da, hôm bữa nó lột da nó không ăn. Nó lột da xong rồi nó sơi hai con đi luôn. Con lọc mà đây qua đây đúng không? Ừ, mày ơi nó mới sang. Đi qua mua. Con sướng dữ đi con. Con ngồi nó khỏe như câu. Hôm qua chạy để hôm qua thì phòng mượt. Phòng mượt với này uống buốt cái mấy con kia này. Qua ông bà xong chạy xưa. Ông được chưa ông, chẳng có ông nào tám cửa đâu. Ăn bốn cái gì năm sáu bảy chát cho em luôn tám kia. Hôm qua ông mấy ông nội kia lại mua bi, ông kia bảo là đến tới mua bi quá trời mà thấy khóa cửa trái không khóa cửa ngõ là đúng lúc có em ở nhà hả? Em bảo bữa sau nếu mà thấy khóa cửa ngoài thì gọi điện cho em. Thế là ông bảo là thế là ông mua hai ký đi bài mà làm gì có đi bài đâu, em lấy cái đi hoàn của anh mà bữa đó đi bài nó còn dư ấy. Em trồn vào miếng đi sáp, em cân lên 2 ký, em cân lên 2 ký. Lại bán 7 là 7, nhưng 6 là 6 thì lại bán thế. Em bảo là hết rồi. Đã qua anh lấy à. Bây giờ em đưa cho anh 14 ký, hơn ký, giờ lấy đi sáp cho nó mua 15 bảo bán đi 8 không? Đi 8 to quá, bán không được. 130 hả? 16 140 hả em? Em 140. Cắt cho em thử một bộ nhé. Nó lực lực rất là căng các bạn ạ. Bắn nó dội lại luôn. 17. Lực căng này lắm. Kéo nản thế. Kéo đạn. Cái khổ đấy khách cắt có 13 thôi. Cái tiền bi em gửi 17. 5, 10, 18. 70 đúng không? Ừ. Nè. Mình kê thêm vào lực nó căng quá. Mai hôm qua em đang ngủ ở đây thì ông ngồi kia ta thích mua luôn. Cắt đường em đi. Rồi, để cho em hộp ấy nhá. Hay để cái nọ của em thôi. Có gì dưới này này, bao lấy hết đi. Ông kia đang hỏi để mua mà, à, chị đã gửi cho ông kia chưa? Ông mua. Gửi rồi đó. Anh cũng may đấy. Nó bảo là em ơi cắt trước 10 bộ cho nó thôi hả? Vâng. Cắt anh cắt cho em luôn. Cắt cho em luôn là em mua cho nó thấy cho nó phải là kéo vừa tay thôi anh. Chứ quá. Kéo vậy. Căng người tép thì tép như thế, tép vừa tay thì chụp gì? Tại vì cắt nó đã căng lại sẵn rồi. Chiều chị gửi cho. Ừ, trước kia chị đã gửi nói cho nó. Đây, nó ra bộ đồ ra 20. Đấy. Khách bảo là bắn 10 viên đứt. Thì hôm nay mình test cho các bạn xem là xem bao nhiêu viên. Vì sao đứt? Qua em bán 21. Ông Lộc và mấy bộ mà em bán cả ngày cả tí bì rồi em mà còn không hết được. 23 24 nước bật được không kia không 25 26 27 28 29
bắn phải nói là lực rất là căng. 30. Cái này là mua hung cụ của mình á, mà để cả tháng chờ đó anh. 31. Để tháng chờ mới dùng mà bảo là nó bị 32. 19 à? 19, 13 à? 33. 34. 35. 36. 37. À đúng rồi, bật được 38. Con này là chị gửi rồi đúng không? Ừ, cái ông nào mà em gửi chị thì chị gửi hết. 1 mét dây này, với 2 cái bi nhưng mà không gửi 2 cái bi mà gửi ra 1 mét thôi. Với lại ông này, ông này là gửi 40. Rồi. Là ai người gửi nhận đúng rồi, không? Ừ. Nhận rồi hả? Ừ, nhưng ông Hậu có nhận rồi. 41. 42. 43. Hậu đúng không? Phú Thọ à, chưa hình như là trong ngày hôm nay có mấy khác. Đúng rồi, Hồ Phú Thọ. Ừ. Nhưng mà thằng này nó ghi là ghi tát chỉ ghi tỉnh ghi đấy là đúng không? Ừ, chị ghi như vậy tu điển tự hiểu mà. Ừ. Còn ông mà thung là nhận rồi đúng không? 46. Ông thung là tên nam. Ừ, đúng rồi, tên nam. 47. À... 48. Tên nam nữa, tên nam ở Lý Nhân Hà Nam. 49. 50. Mỗi lần Tết thun thì như tận dụng. Thở. 51. Đấy. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với vụ Tết thun rất là mỏi tay các bạn ạ. 51 rồi, 51 viên rồi. Sớm. Đây là khách cắt cái khổ thun rất là ngắn các bạn ạ. Khổ thun này là 130 mà 0.65. Các bạn tưởng tượng lực thun nó như thế nào. Đây là gửi tướng là chắc tới rồi đấy. 52. Các bạn nghe tiếng thun đúng không? Lực rất là căng. Cái này B6 mình phải lấy thêm B7. Em nhắn tin cho chị cho là không sao là chị gửi luôn đó. Mình sẽ test xem nó được bao nhiêu viên cho đến khi đứt 52 rồi. Nam, tên là Nam hả? Đúng rồi. 53. Huyền Lý Nhân Hà Nam này. 54. Đây, 28 rồi. 55. 58. Gửi rồi. 56. Nam 28. 57. Chưa nhận. Các hôm nay nó mới gửi. Sáng giờ có chuyện. 58. Đấy là nó bị lễ á. 59. 60. 61. Đó, kêu bắn 10 viên đứt đây. Đứt chỉ cũng nó két. 62. Nhiều khi do cái lá. Đéo ông nổi kia nữa. Lá cái ghê mà mua năm trước đến năm này em không bán em cho ông không bán ông mở đó. Lắp một cái con sắt 64. Cái đứt mà. Và mẹ em mua tận năm trước năm này ông bán thì chắc nhận đứt thôi. 65. Chim người ta cho chứ biết làm sao bây giờ. Cái này là một tháng, mua một tháng là một tháng sau mới dùng. 66. Mà với lại không người ta không biết bảo quản nữa. Đúng không? Với lại do 67. Do da. Do da, do bắn. Nói chung là 68. Nếu gửi về Quảng Bình là mấy ngày nữa nhỉ? 69. Gửi thường là gửi thường nó phải tầm bắn có là 70. Chúng ta đọc cái gì mà nó văng thế nhỉ?
bán hồi sáng là không thấy đường đâu. 71 đấy, bắn đại đại các bạn ạ, nguy hiểm vãi ra, bắn này nhanh mà. 71 viên rồi. 72 73 Nó ăn cho nó quặt lồn nhau. Cức của chuột hôm bữa em con 74 Trời ơi nó căn tưa luôn. Trời nó hôi. 75 em lấy đường em lao đấy. 76 nó đùa nhau á. 77 78 mát. 79 Trời ở dưới quê nóng rồi chứ. Tịt em mới sợ. Trời nó bấm nghe bây giờ là ngủ còn nghe mày ở 80 Ở bên này thì có nhậu. Con vừa tịt á. Trời gặp đi làm nè em. Tối cái bò qua ngủ. Mặt đèn đèn không lên trời. 82 Cái đèn đây nó gì vậy? Ông Quyền á, hôm qua về đi kiếm cái miếng rác gì mà ông ấy bảo là 83 anh mới là ông Quyền đi mua mà ông bảo là làm dao thì ông đi 84. Kiếm tắt tơi. Ông bảo là chắc là bảo thằng này nó sợ người ta ăn trộm hay sao nó đi giấu rồi. 85 Ông đi kiếm hết nơi mà để khoe, đi kiếm thì khoe. 86 Lạc đúng quá. Văng ghê đấy. Mó cái đó luôn kìa. Cái gì? Vào đây luôn này. Đụng một lỗ luôn này em. Ghê quá vậy. Ôi, anh bán. À xin thông báo với các bạn là đất rồi nên nói vậy. Đây 86 viên. Bị đứt thun, ăn đập chạc luôn. Còn bán từ từ thì hơi bị nhiều ấy. Vã luôn, nốt tao đồng luôn. Đây, thì nó đang ra đây. Các bạn ơi, cái vụ tết thùng của mình là nói chung là mình không để ý lắm. Thì cứ bắn đại, bắn nó nhanh ấy. 86 viên các bạn nhá. Đấy, 86 viên mà cái khổ rất là ngắn đây này. Khách cắt vẫn còn nguyên này. Ăn đập chặt luôn các bạn ạ. Bỏ tay thật. Đây, tết thun cho mọi người xem. Thực ra là cái kỹ thuật bắn nó ảnh hưởng đến độ bền của thun rất là nhiều. Bắn nhanh quá nữa. Cái khổ thun này là khổ thun 130. Đầu này chắc đầu 20 quá à. Đầu 19. 19. 13, 19, 130 các bạn nhé. Mà mình bắn được 86 viên thì nó đứt. Đó. 86 viên đứt thì ăn đập chặt luôn. Các bạn thấy là test nhiệt tình chưa? Test đập cả chặt luôn. À, cái đây này, cái cuộn 0.65 này khách nói thật với các bạn là nói thật là khách mua của mình còn cái nào? Không có cái nào để luôn. Khách mua một tháng xong khách với cắt để bắn xong khách báo bên mình là bắn 10 viên đứt một bộ, 10 viên đứt một bộ. Cho nên là mình bảo là khách gửi về đi, mình gửi cuộn khác cho khách. À, mình gửi cuộn mới cho khách. Còn cuộn này để mình đem về mình kiểm tra xem thế nào. Thì như các bạn đã thấy, mình vừa test xong. Với cái khổ thun bình thường ấy thì chỉ bắn tầm dài khoảng 150 hoặc 145, 140 chẳng hạn là khá ổn rồi. Còn một số người bắn lực rất là căng thì người ta bắn cắt 130 lực rất là căng, mình bắn nó căng cực kỳ luôn. Thì cái việc mà cái lực nó căng ấy, chúng ta tận dụng tối đa lực thì nó nhanh đứt là chuyện bình thường. Còn cái việc mà khách nói là bắn 10 viên với mình test 86 viên thì các bạn biết rồi đấy. Hai cái con số nó khác hẳn nhau. Thì cái này mình chẳng muốn bốc phốt khách làm gì cả. Tại vì khách hàng thì là những người mà đem lại cái nguồn thu nhập cho mình, là những người bạn của mình. Thì đây là mình chỉ làm một clip để mình test cho khách hàng hiểu là thun nó như thế nào. Tại vì mình bán cả hàng trăm cuộn thun 0.65 chẳng hạn mà chưa có tình trạng nào bị kiểu như vậy. Mà khách gọi điện cho mình rất là khó chịu, mình rất là bực mình. Cái khó chịu ở đây là mình chưa thấy ai nói có tình trạng thun như vậy. Cái thứ hai là khi mua về thì mình không thể bảo hành được một tháng. Ví dụ như là các bạn mua
về các bạn chơi luôn, các bạn bắn luôn mà nó có vấn đề gì ấy, thì mình bên mình có thể để giải quyết. Đằng này khách hàng đem về một tháng xong mới bắn. Trường hợp là khách hàng để bảo quản nó không tốt chẳng hạn thì thu nó hư hỏng ạ. Lúc ý đổi cho cái người bán hàng thì nó rất là khó cho những người anh em bán hàng. Các bạn hiểu không? Thì đây là cái mình muốn nói các bạn nhá. Các bạn mua tool bên mình về, các bạn test luôn, nếu có vấn đề các bạn nói lại bên mình sẵn sàng đổi trả cho các bạn một cách là rất là thoải mái luôn. Nhưng mà trường hợp các bạn để quá lâu á, như thế này chẳng hạn, giới hạn sau một tuần nếu các bạn mà bắn mà có vấn đề thì coi như là mình bên mình không thể bảo trả, không thể bao đổi trả được nữa nhá. Để tránh tình trạng là người bán người mua không hài lòng với nhau. Thực sự là mình bán hàng mình chỉ quan trọng là cái niềm tin và chất lượng để đảm bảo cho anh em chơi nó gọi là an toàn nhất. Mà nếu mà hai cái đó nó không thỏa thuận, không kết hợp được với nhau thì mình cảm thấy rất là bực mình, rất là khó chịu. Các bạn bỏ tiền ra các bạn bắn cái bộ thun nó nhanh đứt, các bạn cũng khó chịu, các bạn mất tiền các bạn cũng khó chịu đúng không? Nhưng mà mình bán bộ thun, mình bán một cuộn thun này nó cũng chẳng được bao nhiêu tiền cả. Bây giờ mình ship đi ship lại, mình đền cho các bạn thì nó hợp lý thì không sao, nó không hợp lý thì trong lòng mình rất là khó chịu. Mình mất tiền, số lượng tiền nó rất là ít thôi, chỉ hơn 100.000 thôi, nhưng mà cảm giác nó rất là bực bội. Tại vì nó không thỏa đáng, để một tháng trời xong mới đem ra bắn, mà xong bảo là bắn 10 viên đứt, bắn mỗi bộ 10 viên đứt đây, trong khi đó là mình bắn 86 viên. Các bạn thấy không? Đây này, đây này, mình lôi thun này, đây này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đây hết độ giãn của thun luôn. Nếu mà thun giòn ấy là chỉ lôi phát là nó đứt rồi. Nếu mà nói đến 10 viên ấy, nếu thun giòn là lôi phát là đứt. Đây này, các bạn thấy không? Hết độ giãn luôn. Này, đấy, thun như này mà khách còn chê nữa thì mình bỏ tay luôn, mình chả biết nói thế nào luôn. Test phát đập chạc một cây ná titan của mình, móc luôn. Đấy, ăn chơi phải như thế đấy nhá. Mình gửi cái clip này đến cho anh em, ví dụ anh em có chơi ná, anh em có mua ở đâu, mình cũng khuyến cáo với anh em là nếu mà mua thun về là các bạn phải chơi ngay, có vấn đề thì các bạn nói luôn với cái người bán đấy, chứ tránh tình trạng các bạn để lâu. Có một clip trước rồi mình nói với anh em rồi là anh bạn chơi cùng với mình mua 6 cuộn thun 0.62 của GSK, thì mới đầu anh nói là bắn rất ngon, nhưng mà sau cuộn thun cuối cùng ấy anh bắn nó rất là nhanh đứt, chỉ tầm 30 bộ nó đứt, 30 viên nó đứt. Thì mình nói thật với các bạn này này, nguyên nhân không phải là thun dở, mà là nhiều khi á cuộn thun luôn luôn để trong cốp xe, hay là những bộ thun để trong cốp xe nó nóng, nó gây ra tình trạng là nhanh đứt. Đấy, chứ không phải là cái thun nó dở, mà là quá trình chúng ta bảo quản như thế nào, nó có đúng cái quy trình hay không. Đấy, đấy nhá, hôm nay mình nói nhấn mạnh với các bạn một điều nữa nhá. Anh em mua thun về thì nên bắn luôn, có vấn đề gì thì báo cái người bán hàng luôn, thì người ta biết đường người ta đổi trả cho anh em. Còn nếu mà anh em để một tháng trời hoặc là để 15 ngày, các anh em để trong cái thời gian ví dụ như là anh em vất ngoài nắng chẳng hạn, hay anh em vất trong cốp xe chẳng hạn, thì nó sẽ hỏng thôi, nó hư hỏng rồi, nên nó không thể đảm bảo được đồ bên được đấy nhá. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu anh em nào mà mua hàng ấy có vấn đề thì liên hệ với mình, đổi trả hoàn toàn miễn phí.